chào các bạn trở lại với kênh điện thoại số. Hôm nay mình sẽ thay chui sạc của cây táp Samsung T385. Thì khi mình nhận vô thì máy nó chạm, nó bị cái chui sạc này nó bị tắt kim, vô á nó bị gãy nè, nên mình phải cắt ly nó ra trước, nếu không gắn vô nó sẽ chạm, nó không nên nguồn các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành thay cái chui sạc này. Gia cố kiên trì cho nó cứng, khi mà mình rút ra rút vô đó, nó không bị bung cái chấu sạc lên nha các bạn. Rồi, mình đã đóng xong chuyên sạc, bây giờ mình test nha các bạn. Rồi để cho nó nguội nguội mới bỏ vô test được. Cái này dễ nổi lắm. Giờ mình sẽ đi sạc cho các bạn thử coi nha. Báo đang sạc nha các bạn. Cái này nó cũng xảy ra tình trạng nếu mà lỗi, nó có trường hợp nữa là báo nhiệt độ nữa nha các bạn, nếu mà đóng không chuẩn. Rồi sạc được hai mặt luôn nha các bạn. Mình làm lại các bạn coi. Đó, mặt này cũng sạc được, này yêu cầu phải sạc được hai mặt nha. Thì mình xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.